Nết quán pháp không nội hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp không nội hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp không nội hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp không nội hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp không nội hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán chân như hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán chân như hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp giới, cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán chân như hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp giới, cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp giới, cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán chân như hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp giới, cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán chân như hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp giới, cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán chân như hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp giới, cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận.